em thế nào sau khi giúp mình vô? Dạ, cảm xúc của em rất vui khi trả quà được, mình rất tiếc là có những cơ hội tặng vô không được nên không có giành chiến thắng được. À, việc được đã từng thi đấu hạng nhất hoặc V-League đã giúp như hào như thế nào để việc giờ này? Dạ, điều thi đấu ở V-League là giúp em cải thiện được rất nhiều về phần nhận bóng, đèn người và các tình huống xuất phạt. Thi đấu ở vị trí tiền đạo thì em ấn tượng hoặc là hâm mộ ai? Dạ em hâm mộ anh Tiến Minh. Ở trận đấu sắp tới thì sẽ là trận đấu rất quan trọng với Bình Dương, mục tiêu của em là thắng gì? Dạ mục tiêu của em là giành chiến thắng trước Nô Tiên Phước và vào tứ kết. Em đánh giá như thế nào về cái việc tại bị Hồng Ngự và Nô Phương không có rất chặt á? Thì em có dạ em thì lôi kéo các đối phương để cho các đồng đội di chuyển. Vậy là giờ đang vì trận tới mới đá luôn chứ Phước, trận quyết định luôn. Cái khó khăn của em như thế nào khi dạ khó khăn của em là trên sân chơi sân nhông mà cỏ nhân đạo rất khó và khó giữ bóng, khó triển khai các bạn đợi tấn công. Các bạn muốn biết thêm thông tin về giải U19 quốc gia năm 2022 thì hãy like và share trang fanpage U19 U21 thanh niên.